bàn về các vùng nông thôn, nhắm tới những hộ gia đình hay các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ ở ngay mặt tiền để thuê đặt biển quảng cáo bán hàng, ký gửi sản phẩm, rồi chiết khấu hoa hồng cao khi người dân bán được hàng. Bằng những lời lẽ thuyết phục, phong cách ăn mặc lịch thiệp như nhân viên của nhiều công ty bán hàng uy tín, chất lượng, trai thanh, gái tú, dễ dàng khiến cho người dân quê trao tiền khi chúng yêu cầu. Chỉ vì dân nghèo tin rằng sẽ có một khoản tiền đều đặn hàng tháng từ những tấm biển quảng cáo được treo lên. Đào Duy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thương Trường Muôn Mặt được phát sóng vào lúc 12:30 Chủ nhật hàng tuần trên HTV9. Thưa quý vị, lên kịch bản chi tiết, phối hợp nhịp nhàng, đi thành nhóm để tạo niềm tin và nhắm tới những gia đình, hộ kinh doanh nhỏ lẻ ngay mặt tiền đường để các đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo. Câu chuyện diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng đón xem tập Biển Quảng Cáo về Nông Thôn chỉ sau ít phút nữa. Rất là tin mà tôi nghĩ là được khuyến mãi cho nên tôi cũng mừng nữa. Nào giờ mình thiệt sự thì làm đồng tiền khó khăn quá. Mà nghe nói như vậy thì cũng ham. Để đất trống mà được sinh ra tiền thì để có thêm thu trong gia đình, để chi tiêu trong gia đình thì tôi cũng mừng lắm. Đâu có ngờ thì mấy người đó họ lường gạt tụi tôi. Những lời chia sẻ của người phụ nữ vừa rồi là câu chuyện mà không ít người dân ở các vùng quê đang phải đối mặt. Khi nhìn thấy bãi đất ở ngay mặt tiền đường bị bỏ hoang, cỏ cây mọc lên tùm, người đàn ông trung niên cùng với một cô gái trẻ ăn mặc lịch sự như những nhân viên kinh doanh về nông thôn tìm hiểu thị trường. Qua thăm dò một người dân ở ngay khu vực này, người phụ nữ mà họ gặp đã chỉ địa chỉ của gia đình có mảnh đất trống. Đang lê quay dọn dẹp nhà cửa thì chị Hương thấy hai người lạ bước vào chào hỏi mình. Cho em hỏi thăm chị, phải là chị Hương? Người đàn ông trung niên cùng cô gái chủ động bắt chuyện, đon đả hỏi han chị Hương về miếng đất rộng lớn của gia đình ở ngay trước nhà. Lúc này chị Hương vẫn chưa hiểu vì sao họ lại quan tâm đến đất đai của nhà mình như vậy. Vì ở quê đất để trống nhiều, chứ đâu riêng gì gia đình chị Hương. Chị thôi mời cô chú vô nhà, chúng này nắng quá. Dạ, cảm ơn chị. Theo lời giới thiệu thì cả hai đều là nhân viên kinh doanh từ công ty bán hàng điện tử uy tín trên thành phố. Đi ngang thì thấy miếng đất ở đây đẹp quá, nó thuận lợi cho việc mà đặt biển quảng cáo cho sản phẩm của công ty. Sản phẩm gì để chị? Có nghĩa là mấy cái hàng điện tử gia dụng chị, ví dụ như là tivi, máy giặt, tủ lạnh đó. Bây giờ tụi em muốn đưa cái mặt hàng đó về miền quê nè, cho mọi người biết á, nên mình phải đặt một cái bảng quảng cáo để có gì quảng bá người ta biết ta mua sản phẩm bên tụi em. Cũng không có choáng diện tích nhiều đâu chị, nó chỉ trồng một cái trụ xuống rồi mình canh một cái bảng cũng như bảng băng rôn vậy mà, trên đó là ghi các sản phẩm mà mình quảng cáo hàng điện tử. Chị đồng ý cho tụi em đặt cái bảng đó thì mỗi tháng chị cũng có lợi nữa. Bên công ty của tụi em sẽ chiết khấu là hoa hồng cho chị là một tháng là 6 triệu. Một tháng 6 triệu, một năm là chị được 72 triệu luôn á. 72 triệu, đúng rồi chị, chị để đất không nó cũng phí mà chỉ để một cái cột thôi hả? Người đàn ông nhanh chóng đưa bản hợp đồng ra để tạo sự tin tưởng cho chị Hương. Em là làm ăn là dạ là gì mà có giấy trắng mực đen đàng hoàng, không có lừa gạt đâu mà chị sợ. Ngỡ ngàng vì tự nhiên có tiền mà không phải làm gì, chị Hương không giấu nổi sự mừng vui. Tuy vậy, vốn là người dân quê thật thà, chị Hương vẫn còn đắn đo. Lớn quá, tôi không dám quyết một mình đâu, tôi phải hỏi chồng tôi nữa. À anh, em quên, ở ngoài đó mình có cái thùng hàng đó, lát anh đem vô đi. Thấy chị Hương còn do dự, cô gái liền trấn an bằng việc giới thiệu thêm sản phẩm cho chị Hương xuôi lòng. Cái hợp đồng là sẽ được tặng một số cái vật phẩm điện gia dụng như là máy sấy tóc nè, rồi đồ cơm điện, bàn ủi. Dạ, nhiều thứ rất là tiện cho chị đó. Nếu mà ký hợp đồng thì tôi sẽ được mấy cái đó hả? Dạ đúng rồi chị. Mà thêm mỗi tháng chị được 6 triệu tiền quảng cáo là thích quá làm còn gì. Dạ. À ảnh vô tới rồi chị. Dạ đây chị, đây là bàn ủi. Tất cả những sản phẩm mà họ đưa ra rất phù hợp với sở thích và nhu cầu hàng ngày của người phụ nữ. Tuy nhiên, chị Hương vẫn muốn gọi điện thoại cho chồng để thông báo. Để tôi nghe điện thoại cho chồng tôi một cái nha. Thôi chị ơi, cái này là bên công ty em có số lượng một vài khách hàng thôi, mà thêm tụi em không có thời gian nữa.
Nếu mà chị không chịu thôi để tụi em đi tìm đối tác khác chị cũng được. À, thôi thôi thôi, được rồi. Chị để tôi ký. À, dạ, cảm ơn chị. Vì sợ mất một khoản tiền lớn từ việc cho cấm biển quảng cáo, mà theo chị Hương được biết thì nó không ảnh hưởng gì đến đất đai của chị. Đồng thời, bản hợp đồng có đầy đủ thông tin, đóng mộc rõ ràng, khiến chị Hương yên tâm hơn và gật đầu đồng ý. Hợp đồng đã ký, chỉ chờ nhận tiền. Hàng khuyến mãi thì đã giao tận tay chị Hương. Lúc này người đàn ông mở lời muốn chị Hương đóng một khoản tiền đặt cọc giữ chỗ. Ngày mai khi họ cắm xong biển quảng cáo, giao tiền trong hợp đồng và trả lại tiền đặt cọc cho gia đình. Chị phải đặt tiền trước 4 triệu để thế chân cái chỗ này. Sao kỳ vậy? Dạ đúng rồi chị, bây giờ ở đâu vậy chị đi mua bất cứ món hàng gì đó mà hàng gì chưa lấy chị phải đặt cọc người ta để cái dạng làm tin với nhau rồi người ta giao hàng mấy chị mới đưa này đủ tiền chứ. Ngày mai là xuống chắc hả? Dạ đúng rồi chị, 2 giờ trưa mai là tụi em cho người xuống đặt bản á. Còn có 2 triệu 2 à? À không sao đâu chị, tại vì cái tiền này em lấy rồi ngày mai em đặt bản quảng cáo là em trả lại cái tiền này cho chị, em đâu có giữ làm gì đâu. Cái này em coi mình làm tin với nhau thôi, anh có gì đứa hợp đồng với chị. Bằng những lời lẽ thuyết phục, phối hợp nhịp nhàng, có bao nhiêu tiền trong túi, chị Hương vào ngày cho hai người này. Vẫn còn vui mừng vì tự nhiên có được số tiền quá lớn vào ngày mai từ việc cho thuê đất cấm biển quảng cáo. Vừa có được sản phẩm xài miễn phí, chị Hương đã thấy vận may đến với gia đình của mình thật bất ngờ. Đã gần hết ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng của một nhân viên nào xuống dựng biển quảng cáo giao tiền như đã hẹn. Chị Hương đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, gọi điện cho hai người hôm qua vẫn không liên lạc được. Sực nhớ tới bản hợp đồng, chị Hương gọi tới công ty, nhưng tất cả đều vô vọng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện. Đang lúi húi dọn hàng quán thì bà Phương trông thấy hai người đàn ông trông rất lịch sự, nhã nhặn đứng ở bên đường trao đổi công việc rất nhiệt tình. Theo cảm nhận của bà thì hai người đàn ông này từ xa mới tới để khảo sát công việc. Dạ chào chị. À, anh uống gì anh? Cho ly cà phê đá. Rồi vậy cho hai ly cà phê đá nha chị. Sau vài câu xã giao hỏi thăm tình hình, họ trình bày ý định của mình với bà Phương. Bên tụi em là công ty trà chị. Thì bên em muốn mở rộng thị trường ở dưới đây. Thấy cái chỗ mặt bằng của chị nè cũng bán nước nè, nhiều người đi qua đi lại đó. Thì em thấy chỗ này cũng thích hợp để đặt cái biển quảng cáo. Mỗi tháng thì sẽ có được từ công ty em là khoảng 2 triệu. Thì một lần bên công ty em ký một hợp đồng là khoảng 6 tháng. Vốn là dân quê, bà Phương mơ hồ chưa hiểu ý định của hai người đàn ông này. Vì vậy họ lý giải, phân tích cặn kẽ, đầy sức thuyết phục để bà Phương thấy cái lợi cho mình. Mặt khác, người đàn ông còn đưa ra sản phẩm với lời đề nghị ký gửi. Nếu bán được hàng thì bà Phương được chiết khấu hoa hồng cao. Đây là cái sản phẩm mà mọi người dân ở thành phố rất là ưa chuộng. À, chị biết cái sản phẩm này á là tụi em mở rất nhiều đại lý ở thành phố. Thì cái công dụng của sản phẩm này á là nó ngừa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, rồi ngừa bệnh ung thư. Nói chung là rất tốt cho người già. Thôi bây giờ thế này, tôi sẽ gửi một số hàng để làm mẫu cho chị ở đây. Rồi tôi sẽ để số điện thoại lại. Ví dụ khi nào có mà khách hàng điện thoại alo tới thì gọi cho tôi. Mỗi gói trà này là chị được hưởng 20% hoa hồng. Giá một gói trà này là 300 ngàn. Sau những lời giới thiệu rất có lợi cho gia đình bà Phương, họ cam kết bằng hợp đồng. Trong bản hợp đồng đó có đủ đầy những thông tin từ phía công ty và quyền lợi cho khách hàng, khiến bà Phương càng tin tưởng hơn. Mặc dù bà chưa ký xong hợp đồng, nhưng hai người đàn ông vẫn đưa ra yêu cầu bà Phương đóng một khoản tiền cọc giữ chỗ. Cái gì? Trời ơi, tôi phải đặt cọc lại cho công ty là 3 triệu á hả? Trời ơi, nhà cửa tôi đây, tôi ở đây mười mấy 20 năm trời, ai không biết nhà tôi phải đặt cọc chi? Cậu cứ đến đây, cậu mang cái biển đây đây. Tại vì công ty đó quy định là một thôn chỉ có được 2-3 suất. Bên em là có sẵn hợp đồng cam kết với chị hết rồi, chị ký sẵn ở đây. Rồi tụi em có nhận tiền của chị thì tụi em cũng có ghi vô đây hết rồi, chị không có phải lo đâu ạ. Trời ơi, ở quê á làm gì có tiền nhiều dưới mà đặt cọc 3 triệu một lúc mà hai cậu. 6 tháng mà mình được 12 triệu cũng lớn đó chị. Nhưng mà không được đây thì đi chỗ khác sếp ơi. Cộng thêm với hoa hồng bán trà nữa
mà lợi nhuận chị thu cũng được nhiều lắm á. Trước thái độ dùng dằng của bà Phương, họ không ép và để bà Phương tự quyết định. Được rồi, hai cậu để tôi suy nghĩ chút đã. Rồi bây giờ tức là 3 triệu thì chắc là tôi không có đủ. Vậy bây giờ tôi trong nhà chắc chỉ còn hơn 1 triệu, 2 triệu à. Không còn đắn đo, bà Phương gom hết tiền trong túi đưa cho hai người đàn ông này. Dạ, 2 triệu là cũng được rồi chị. Hộp trà mà hai người đàn ông gửi lại, bà Phương chưa kịp mang vào nhà thì có cô gái trẻ hỏi mua. Trà này hả? Ừ, chị có bán. Cái trà này là chị bán nhiều không chị? Ừ, bán nhiều lắm em, người ta mua nhiều lắm á. À, mà cái trà này cũng tốt lắm em. Uống cho mọi lứa tuổi luôn á. Như bắt được vàng, vì không ngờ có khách đặt mua sản phẩm nhanh đến như vậy, bà Phương lựa lời để thuyết phục cô gái quay lại lấy hàng, vì hiện tại sản phẩm này không có sẵn ở quán. Chị mới bán hết xong. Thôi khoảng tiếng hơn tiếng đi. Em quay lại đây là có ha. Em lấy 6 gói thì dạ. Em đặt cọc trước với chị đi ha. Thôi có gì em đặt trước chị 200.000 nha. 200 hả? Dạ. Thôi không được, em đặt trước 200 đi. Dạ, thông cảm lấy giúp em đi, có gì chiều em gặp em đi luôn. Rồi. Sau 30 phút gọi điện, người đàn ông kinh doanh bán trà lúc sáng mang sản phẩm đến đúng yêu cầu của bà Phương. Cuộc chuyện trò và giao nhận hàng diễn ra vui vẻ. Xong việc, người đàn ông nhanh chóng rời đi. Lúc này bà Phương mới gọi điện cho cô gái đã đặt hàng và khấp khởi mừng thầm vì có được một khoản hoa hồng đáng kể. Nhưng kỳ lạ, cô gái đã biến mất cùng số điện thoại ảo mà đã đưa cho bà trước đó. Trời ơi, hợp đồng đàng hoàng này, có mộc đàng hoàng nữa. Tại sao tôi gọi điện không được vậy trời? Cái lũ này nó lừa đảo rồi trời. Trời ơi, mất tiền hết rồi. Những vụ việc nói trên đã xuất hiện không ít ở các vùng nông thôn. Người dân quê kiếm được đồng tiền rất khó. Khi thấy có người trả tiền để thuê đất dựng biển quảng cáo sản phẩm, họ đều mừng rỡ và không chút mảy may nghi ngờ. Chính tờ hợp đồng cam kết giữa đôi bên cũng là phương tiện để bọn lừa đảo lên kịch bản chi tiết để tạo niềm tin cho người dân. Ít ai biết được, ngay cả việc làm giả giấy tờ hay con dấu đối với các đối tượng lừa đảo đều dễ như trở bàn tay. Trong khi người dân thì không hiểu hết những mánh khóe của bọn lừa đảo đội lốt nhân viên kinh doanh này. Trong trường hợp này thì người dân họ cần phải lưu ý rằng là bất kể những cái hợp đồng nào mà để đảm bảo rằng là cái tính pháp lý thì họ có thể là yêu cầu là hai bên ký kết có người làm chứng, hoặc là họ liên hệ với các phòng công chứng, hoặc là liên hệ với cái ủy ban nhân dân xã phường để làm cái xác nhận, thì đối tượng lừa đảo tôi cho rằng là họ sẽ không dám tiếp cận và họ sẽ ngừng ngay cái lúc đó, và lúc đó người dân họ cũng không bị lừa đảo. Bọn chúng hình thành nên đường dây lừa đảo và thường đi thành từng nhóm 2 người trở lên để hỗ trợ cho nhau. Mỗi địa phương bọn này tìm đến một lần. Sau khi lừa đảo trót lọt tiền của dân nghèo, bọn chúng lại dạt sang các vùng quê khác để thực hiện kế hoạch mà bọn chúng đã lên sẵn. Và người dân, đối tượng mà chúng nhắm đến, cần phải hiểu rõ và cần có cách để phòng tránh loại hình lừa đảo này. Đúng là những tay lừa đảo chuyên nghiệp phải không thưa quý vị? Những tờ hợp đồng cam kết, những lời nói ngon ngọt khéo léo từ các đối tượng lừa đảo đã thắng tay lột sạch tiền của không ít người dân quê bằng chiêu trò thuê đất cắm biển hiệu quảng cáo sản phẩm. Những giọt nước mắt của bà Phương, chị Hương không chỉ tiếc nuối vì bị mất tiền mà còn ân hận vì sự nhẹ dạ cả tin của chính mình. Qua câu chuyện này, rất mong bà con hãy cẩn thận khi thấy những người lạ tự ý tiếp cận để bàn bạc công việc với mình. Tốt nhất chúng ta nên để cho họ liên hệ thông qua với chính quyền ở địa phương để được hỗ trợ. Và trong số phát sóng tiếp theo sẽ là câu chuyện về những chiếc thẻ cào trúng thưởng. Nếu may mắn thì bạn sẽ trúng được nhiều phần quà giá trị kinh tế cao. Nhưng sự thật đằng sau chiếc thẻ cào như thế nào? Đừng rời màn hình vì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những hình ảnh đắt giá chỉ sau ít phút nữa. Mỗi người dân được nhân viên xứng danh đến từ chương trình Hãy Chọn Giá Đúng phát tặng một chiếc thẻ cào. Nếu may mắn, bạn sẽ trúng nhiều phần quà giá trị kinh tế cao như xe tay ga Airblade. Nhưng sự thật đằng sau chiếc thẻ cào như thế nào? Phần thưởng mà người dân cào trúng có được là của mình hay không? Đây chính là nội dung câu chuyện mà Thương Trường Muôn Mặt chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vào khung giờ này tuần sau. Mời quý khán giả đón xem.